xem nào. Ây da, ô quả nấm này ác ấy nhỉ. Được đấy, cái này nhà chị trồng được à? À nấm này. Ờ cái quả nấm này đẹp thật đấy nhỉ, giống thật nhỉ. Giống thật đấy. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi thăm chợ ở thị trấn mà nơi tôi đang công tác nhé, xem ở chợ đây có những cái gì nhé. Bây giờ là đang giờ chiều nên là rất là nhiều người đi chợ, rất là đông vui đấy các bạn ạ. Mời các bạn cùng tôi vào xem chợ có cái gì nhé. Giới thiệu với mọi người, đây là toàn bộ cảnh chợ nơi tôi đang công tác nhé. Hôm nay tôi đi cổng sau nhé các bạn nhé. Hôm trước tôi có một video đi cổng trước rồi, nhưng mà hôm nay tôi lại làm một video đi từ cổng sau. Chào bà nhá. Bà bán rất là nhiều chuối này. Đây là gian hàng bán hoa quả. Cạnh hoa quả thì có một quán bún các bạn ạ. Bún chả, cháo các loại. Bây giờ mời các bạn cùng tôi đi vào sâu vào bên trong xem có con lợn, con gà gì bán không. Dãy này là toàn bán rau thôi các bạn ạ. Rồi. Chào các bà nhá. Cỏ này có vẻ ngon đấy nhỉ, có nhiều mỡ này. Đấy, cỏ này ngon đấy. Ai thích ăn cỏ không? Này. Bao tiền một túm cỏ này đấy bà? 20.000 à? Cháu ăn thử xem nhá. Ngon, cháu lấy lấy luôn. À, cái túi có cả túi nhỏ à? Bán hết rồi, xong thế túm này có người mua rồi à? Thế cái này cùng một cây hết chứ? À, cây là nền đây à? Ơ, cháu thử một quả xem nào. Sao ngon không? Cây này ngon hơn hay cây kia ngon hơn? Ui, ô bở lắm đây này. Ăn xem nào. Được nhờ, cũng có con sâu. Con sâu ăn nó mới ngon. Vâng. Có. Cái nào không có sâu ăn không ngon đâu. Vâng. Rồi. Ăn được đấy. Và cọ này nó nhiều mỡ. Bao tiền đấy bà? Mấy này ăn sắp hết rồi. Thế đấy bán bao nhiêu? 5.000 nào. Ôi, thế lấy ủng hộ cho bà một tí cho nó hết nhỉ. Quả này nó hơi thối. Vâng. Cháu ăn thì nó mới ngon nhưng mà nó hơi hơi có sâu. Vâng. Vâng. Gửi nhá. Đấy. Đây là quả cọ nhá các bạn nhá. Quả cọ là cây cọ đấy. Đây là quả cọ. Rồi. Rồi, cảm ơn bà nhá. Ăn lần này thôi. Không ăn hết đâu. Ở đây bán được nhiều không em? Được anh ạ. Dãy này là toàn hàng rau thôi nha các bạn nha. Rau củ quả. Ôi, chị. Ui, cái này là nấm gì đây? Nấm đùi gà đấy à chị? Nấm chim à? Mà xem nào. Ai là? Ô, quả nấm này ác ấy nhỉ. Được đấy. Cái này nhà chị trồng được à? Nấm này. Ồ, cái quả nấm này đẹp thật đấy nhỉ? Giống thật nhỉ? Giống thật đấy. Cái này ăn vào bổ ấy nhỉ? Cái này làm kiểu gì ăn hả chị?
Chẻ ra. Ôi chẻ ra thì chả hỏng hết à? Cái này phải ăn. Ừ, cái này phải ăn cả cái nhỉ. Cứ để như này xong là luộc ăn nhỉ. Đấy, cho mồm ăn luôn. Cái này làm cái gì ăn hả chị? Không sao đâu mà. Đấy. Ê, có. Không sợ đâu mà. Cái này đèn nấm này đẹp mà, có gì đâu mà. Nhá. Đấy, ui quả nấm này giống thế nhỉ. Cái này bán như nào chị? Bao 7.000 một lạng á? Nhưng làm kiểu gì ăn? Thì mình cứ phải chẻ chẻ hỏng hết, chẻ nó mất hết hình đi. Để cả quả. Để quả cả quả này ăn được không? Để cả quả này ngon đấy nhỉ. Đang thấy cái nấm này lạ quá. Nhưng mà xào với gì ăn được nhỉ? Cái này cũng giống như thế à? Vẫn là của nó. Nhưng mà cái này để trong này nó trắng hơn nhỉ? Không, cái này là mình gói bằng cái phía ngoài ấy, vải xốp ấy. Ừ. Cái này nhập, cái xốp. Rồi rồi. Nó trắng vừa bỏ ra nóng đẹp. Ơ làm cái này xào với cái gì ăn? Xào không á? Chỗ này được mấy lạng? Một túm này là bao nhiêu? Gần 7 lạng à? mua về ăn thử xem nhỉ? Xem nó có khỏe hơn tí nào không? Chị thử cân cho em mấy cái về ăn thử thôi. Lấy mấy cái. Xào à? Món này mua luôn. Đấy, xem ba quả này thôi. Đấy, về ăn xem nó có khác gì không. 37.000 à? Rồi. Đấy, đây là chị bán nấm này, gọi là nấm nấm gì nhỉ chị? Nấm đùi gà. Nấm đùi gà á? Làm gì phải, em nhìn thấy giống. Hay gọi là nấm chim à? Công nhận nó giống thật nhỉ? Đẹp hay đấy. Đấy các bạn ạ, cái nấm này nhìn nó bảo là đùi gà nhưng mà mình thấy không giống đùi gà đâu. Nấm. Chết. Thế bên này em không có cái nấm này à? Ừ? Sao mua nấm này bán? Hả? Em phải mua về đây bày cơ nó mới đẹp. Thế có chồng chưa? Thế em có chồng chưa? À, chưa có chồng thì không dám bán nấm này nhỉ? Phải có chồng rồi thì mới dám bán nấm này đúng không? Anh đang đi tìm xem có. Ê, anh chỉ thích những cái lạ lạ, nhìn nó lạ lạ này anh mới mua thôi. Thế em có cái gì lạ không? Bây giờ có cái nấm nấm này rồi, bây giờ phải có cái nấm. Cái này là nấm đàn ông rồi, bây giờ phải có nấm đàn bà nữa nhỉ? Em có cái nấm đàn bà không? Không có. Đấy. Đây là có nấm đàn ông rồi nhưng mà không thấy có nấm đàn bà. Khả năng mai chị tìm thêm nấm đàn bà nữa nhá. Có nấm đàn ông thì phải có nấm đàn bà chứ. Tất nhiên là nấm đàn bà cũng nặng. Đấy. Rồi em cảm ơn nhá, em đi sang đây tí ạ. Có mấy cái nấm mà nhìn lạ mắt quá. Đấy các bạn ạ. Cái này gọi là nấm đùi gà nhưng mà mình nhìn thấy rất là đẹp. Thế chào chị nhá. Em chào các chị nhá. Ui, cá to nhỉ.
Cá to hôm nay bán hết rồi chị? Còn chấm đen à? Chấm gì? Ui rồi. Ừ, còn nheo. Cái này là thủy quái sông Gâm này. Vâng ạ. Đây nhiều cá nhỉ. Cá nheo bao tiền một cân này chị? Cá nheo 100. 100 à? Giờ lại xuống rồi nhỉ. 100.000 một cân này. Ô thế thì ăn cá rẻ hơn thịt lợn rồi nhỉ. Thịt lợn bây giờ đắt. Ô, đây có nhiều cá nhỉ. Đây là cá chép nha các bạn nhá. Cá chép này chép ao chứ nhờ chị nhờ. Vâng, chép ao, rô phi ao. Rất là to này. Trên này rất là nhiều cá, cá sông, cá nheo kia là nheo sông đấy nhờ. Đợt này không có cá ngạnh à chị? Ngạnh phải tháng 8, tháng 9 nhờ. Ủa gì đấy? Ừ? Mua thấy nấm này là lạ mua chơi. Nấm, nấm này gọi nấm gì chị? Nấm đầu chim. Nấm đầu chim. Nấm nấm đàn ông. Chị cũng thấy giống lắm nhưng mà. Đấy. Chị thấy giống lắm à? Đấy. Làm kiểu gì ăn chị? Nấm này làm kiểu gì ăn chị? Cứ xào thôi nhỉ? Thái ra xào. Ừ, thái xào. Bên này là hàng tạp hóa nha các bạn nhé, toàn là hàng khô thôi. Bên trong này là toàn là hàng tạp hóa, các loại đồ khô. Đây. Wow, buổi chiều ngon thịt lợn nhỉ. Chào chị nhá. Wow, nhiều thịt lợn, lợn đen đấy nhỉ. Sắp hết rồi. Lợn chiều à, bên này thì toàn là quần áo thôi các bạn ạ. Thôi quần áo thì tôi không đi nữa. Thì chỉ đi cho các bạn xem một chút về chợ ở trên nơi tôi công tác nó có những cái gì nha các bạn nhá. À, chào anh chị nhá. Ôi chiều nay nhiều thịt thế. Thì lợn năm nay đắt quá nên là bà con không có tiền ăn. Thì lợn đắt hơn là cá rồi. Thì năm nay lợn dịch nhiều quá nên là không thông thương được nhỉ. Lợn đắt. Vâng. Các bạn ạ, thịt lợn thì giờ rất là đắt, do vậy là rất ít các quán bán thịt lợn. Đa số là bán rau, bán cá thôi các bạn. Không có cái rau gì lạ lạ nữa nhỉ. Mua được nấm đàn ông rồi mà không có nấm đàn bà, chán thật đấy. Đâu cái này nấm đàn bà? Ô cái này không phải rồi, cái này không phải nấm đàn bà. Cái này nấm rơm bình thường thôi. Bây giờ phải tìm được cái nấm đàn bà cơ. Về xào với nhau ăn nó mới ngon. Đấy. Đấy. Đâu? À đây. Đây à, đây à, gọi là nấm đàn bà đây à? Không giống mấy nhỉ. Anh quay là anh phải mua nhá. Anh mua đây rồi, anh có nấm đàn ông đây rồi, anh đi tìm nấm đàn bà anh quay nhưng mà không thấy có. Đấy, đi à. Một vòng vậy thôi. Yeah. À, ngô. Bắp ngô. Ngô này ngô nếp chưa cô? Bao tiền một bắp này? Có ngô chín không? Hết ngô chín rồi à? À, có cả chả mực.
cá biển. Đấy, đây là toàn cảnh ở chợ nơi tôi công tác nha các bạn nha. Hôm nay tôi đi chợ thì chẳng mua được cái gì. Mua được mỗi một túm cọ với lại ít nấm các bạn ạ. Rồi. Như vậy là tôi vừa cho các bạn xem qua một chút về chợ ở nơi tôi công tác nha. Các bạn thấy hay thì like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Toàn bộ cảnh chợ buôn bán ở nơi tôi công tác đây. Hôm nay là chợ toàn rau thôi. Bác quay em cái. Rồi. Bác quay em vào đây cái. Rồi. Chào nhé. Chào anh nhé. Rồi. Rồi. Bây giờ xin phép kết thúc video tại đây thôi.